Sáng ngày 21 tháng 10, xã Bảo Cường đã tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đàm Tiến Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tổ đạo diễn tập các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn đến tham quan diễn tập. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bảo Cường được thực hiện 3 giai đoạn với 8 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1, chuyển xã vào trạng thái có tình huống quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2, tổ chức chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với tình huống trung đội dân quân cơ động đánh địch đổ bộ đường không. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương, là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, nâng cao năng lực chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.